Ngọc Trinh bớt xe xua, đồ hiệu sau ồn ào. Trong những khung hình được đăng tải gần đây, cộng đồng mạng chẳng còn những thấy những giao diện tiền tỷ của Ngọc Trinh. Dịp Tết Nguyên Đán 2024 vừa qua, nữ hoàng nội y cũng chỉ cập nhật những hình ảnh bên gia đình với những ao phút đơn giản, đôi khi chỉ mặc pyjama kèm theo dép lê và cũng không trang điểm đậm. Thậm chí, khi xuất hiện trước công chúng, Ngọc Trinh cũng chọn những trang phục đơn giản, đặc biệt không quá hở hang. Trong khi trước đây, mỗi lần tham gia những sự kiện giải trí. Nữ hoàng nội y thường ăn diện những ai tầm đắt tiền hoặc các sẽ táo bạo chặt đẹp nhiều mỹ nhân khác. Hình ảnh hiện tại của Ngọc Trinh cho thấy sự thay đổi to lớn trong phong cách thời trang của cô nàng. Trước đây, nữ hoàng nội y là một trong những tay chơi đồ hiệu có tiếng của showbiz Việt. Bộ sưu tập bao gồm túi sách, quần áo, nước hoa, hàng hiệu của Ngọc Trinh có trị giá lên đến vài chục tỷ, đặc biệt, khả năng vung tiền sắm đồ hiệu của người đẹp này cũng khiến ai cũng phải nể phục. Cùng một mẫu túi của một thương hiệu. Ngọc Trinh sẵn sàng chi tiền để mua tất cả các màu nếu vân vân không biết màu nào phù hợp với mình. Vì vậy, hình ảnh dịu dàng xen lẫn một mặt của Ngọc Trinh hiện tại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.